hơn những cái năm tháng, hơn 10 năm làm chủ mà tôi cảm thấy là luôn luôn công việc làm khổ chủ. Tôi không có một cái chút thời gian nào dành cho bản thân, dành cho gia đình. Và những cái dịp lễ, dịp Tết thì bạn bè đi chơi thì tôi lại phải là những cái người gọi là làm như trâu luôn, nhưng mà không có được cái sự tự do về tài chính. Và đặc biệt nữa là khi tôi gặp bế tắc về sức khỏe thì tôi đã tìm rất là nhiều những cái giải pháp cho mình. Và bản thân tôi cũng đã mất rất là nhiều tiền dùng những cái sản phẩm đắt tiền nhưng mà không lấy lại được cái sức khỏe. Và khi tôi được một người chị chia sẻ cho CBD thì lúc đầu á thì tôi cũng tin cái người chị cho tôi thông tin thôi, bởi vì tôi nghĩ là nếu như có một cái giải pháp về sức khỏe, giá nó lại phải chăng như vậy thì không có lý do gì mình không có dùng, và mình tin người chị đấy mà cứ dùng thôi. Và sau khi dùng 1 tháng 2 tháng thì tôi cảm thấy là sức khỏe tôi cải thiện rõ rệt. Và khi mà nghiên cứu về cái mô hình kinh doanh thì tôi thực sự tôi quá là rất mình, bởi vì là tôi đi tìm kiếm hơn 10 năm nay và tôi đầu tư rất là nhiều những cái mảng về kinh doanh nhưng tôi không có được những cái giá trị như tôi mong muốn. Và khi tôi đến với CVD thì tôi cảm thấy hạnh phúc từng giây từng phút sau hơn 2 năm hợp tác với tập đoàn sức khỏe CVD. Và ngày hôm nay trong cái mùa Covid như thế này, và tôi nghĩ lại là những cái giai đoạn trước đây nếu như tôi chưa thay đổi và bây giờ tôi đang là chủ spa thì phải đến là gần năm nay tôi rất là lao đao và tôi hầu như là bị âm, đúng không ạ? Bị âm dòng tiền, âm rất là nhiều. Đó, thế thì ngày hôm nay tôi tuy rằng cái doanh nghiệp của tôi cũng chưa phải lớn lắm nhưng mà trong cái mùa Covid nào tôi thấy luôn luôn tăng trưởng. Ví dụ như ngày hôm nay cũng chưa còn một ngày nữa để cho kết thúc chốt doanh số nhưng mà cái doanh nghiệp của tôi đã tăng lên khoảng hơn 100 triệu so với tháng 5 vừa rồi. Đấy là một cái điều vô cùng hạnh phúc tuyệt vời. Và tôi cũng đã sở hữu cho mình một